Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với video của Sơn Sẩm Gỗ. Ở trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ quay review với các bác, giới thiệu với các bác về cái bàn tròn. Nhưng mà ngày hôm nay thì được xếp vào bộ rất là tuyệt vời, rất đẹp các bác ạ. Ngày hôm mấy hôm trước thì để xưởng nên là Sơn cũng thực sự là cũng nhiều khi là mình cũng không có xếp vào cái bộ để các bác dễ hình dung hơn. Nhiều bác xem cái video thì Sơn nghĩ là mình thấy gỗ mình thích thôi, chứ mình chưa thực sự cảm nhận được cái vẻ mà cái khi mà kê vào bộ cái ghế kết hợp với cái bàn, nó tạo ra một cái bộ sản phẩm nó rất là đỉnh thì nó như nào. Thì Sơn thì chỉ quay gỗ, nhiều khi mình nhìn nó mộc mạc thì mình chưa thấy cái vẻ thẩm mỹ của nó, mình chỉ thấy cái chất gỗ thôi. Nhưng mà hôm nay thì khác hoàn toàn các bạn. Hôm nay các bác sẽ nhìn thấy được cái bộ của nó đi với nhau, nhìn nó đỉnh như nào. Xin mời các bác cùng đón xem hết video nhé. Trước màn hình của các bác đây là cái bộ bàn ghế gồm một bàn và 2, 4, 6, 8 ghế. Một bàn, 8 ghế các bác ạ. Bằng chất liệu gỗ gõ các bác nhá. Bằng chất liệu gỗ gõ. Thì còn cái chân nữa, nhưng cái chân ngày hôm nay thì mình kê tạm cái chân này. Còn cái mẫu chân thật sự của nó ấy, là bằng mẫu chân đục cơ. Nó là cái trụ cũng bằng nguyên khối, nguyên một khối luôn. Bằng cái trụ, sau đó thì mình sẽ đục, mình sẽ tiện và mình sẽ tạo thành một cái dáng nghê và đục hoa lá tây. Trụ đục hoa lá tây các bác ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì trụ đang đục chưa xong các bác, nên dùng tạm cái này. Thì các bác cứ hình dung trước, hôm nào em kê cái trụ vào sau. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu về cái bàn. Kích thước của cái bàn này là 1m37, dày 17 phân, đẹp không tì vết các bác nhá. Bàn này là mới gọi là bàn đẹp không tì vết này. Không có nứt không lỗi. Đấy, không nứt không lỗi. Tuy nhiên rằng chia sẻ với các bác, đây là dòng gỗ gõ Naga các bác nhá. Một vài bác thì hỏi là gỗ Gana à? Không phải các bác nhá. Không phải là gỗ gõ Gana mà nó là Naga, được chưa? Nó là tính trên tên thật của nó là Ecop Naga. Nếu mà các bác xem các video của Sơn rồi thì các bác biết rồi. Sơn đã giới thiệu về dòng này rồi. Ở trong năm ấy thì dòng này gần như không có, nên là Sơn ít quay. Nhưng mà qua ngoài năm này rồi thì qua Tết ấy thì có nhiều bác là chưa đặt hàng, nên là may có còn mấy cái bàn ở đây thì mới quay được video cho các bác luôn. Còn nếu không thì các bác đặt trước hết, nên là em cũng còn không kịp thời gian quay cơ. Giao hàng xong là mình giao luôn, làm xong cái là mình giao luôn. Thế nên là ít video về dòng gỗ gõ này. Nhưng có một từ mà Sơn muốn chia sẻ với các bác ấy, là cái dòng này rất là ngon. Nếu mà so sánh về cái phân khúc giá tầm trung ở bên dưới mà nó có tỷ lệ giống gỗ gõ đỏ và chất lượng của nó, thực sự Xuân chia sẻ, nếu gỗ gõ được 10 thì chất lượng của thằng này nó phải được 8 hoặc 7,5 các bạn. Đấy là tự tin chia sẻ, không hề bị cong vênh. Xuân có một vài video chia sẻ về nó rồi. Có những cái ván mỏng 1 phần 2 phân phơi ở ngoài trời nắng nó cũng không bị cong, nó không bị mo. Vậy nên là rất tự tin khi mà chia sẻ về dòng gỗ này. Nhưng mà cái bàn này thì vân của nó là vân cái đường kẻ chỉ. Đường kẻ chỉ rất giống gỗ gõ đỏ, vân rất giống gỗ gõ đỏ. Nhưng mà xin nhắc lại, đây là gỗ gõ Naga, không phải là gỗ gõ đỏ ba chi các bác nhá. Còn cái ghế thì mới là ghế gỗ đỏ Nize. Đây các bác này, ghế là ghế gỗ gõ đỏ Nize, được chưa ạ? À, ghế thì em sẽ chia sẻ về cái thông số của nó. Ghế tổng thể thì nó sẽ cao 1m17. Cao từ mặt lên mặt ghế là 46. Mặt ghế dày 2 phân. Tay ghế dày 4. Tựa ghế dày 4. Tựa ghế ở bên đây thì rộng khoảng 48. Chỗ rộng nhất thì Sơn nghĩ là rộng khoảng hơn 50 một tí. 51, 52 gì đi, đúng không ạ? Rồi. Chân ghế được đục hoa lá tây. Rất tiện ở đây. Rất đẹp, đục hoa lá tây các bác. Cả ngay cả cái đế dưới chân này cũng được đục luôn. Và chân được vát cong, được vát cong như này. Rất là mềm, đúng không ạ? Nhìn rất là mềm mại. Rồi, yếm của nó thì cũng đục hoa lá tây luôn các bác, yếm đục hoa lá tây này. Và cũng được vuốt cong, vuốt cong. Rất là mềm. Và yếm dày 2 phân, giống như mặt. Mặt cũng được vuốt cong các bạn. Ở đằng trước này cũng được vuốt cong ở đây. Cũng được vuốt cong ở đây. Ở đây cũng được vuốt cong ở đây. Và cái mặt ghế rộng là rộng 48. Sâu, cũng sâu 48 luôn các bác. Sâu 48. Đấy là tổng quan về ghế. Chất liệu gỗ là gõ Nize. Chất liệu gỗ gõ Nize.
Và cái bộ này thì gồm có 8 cái ghế, đủ cho 8 người ngồi. Bàn rộng 1m37, rất là đẹp các bác nhá. Rất là màu, màu đi giống với nhau rất là đều màu. Đây hoàn toàn là hàng thô, chưa có lên màu các bạn, chưa có bắn màu vào. Các bác một là để thô như này nguyên, bắn màu bóng mờ, bắn màu bóng sáng lên thì nó sẽ nổi cái bộ này lên. Đặc biệt là lấy một cây trụ vào nữa thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay chưa có trụ thì em kế tạm, kẹp tạm này để quay video cho các bác xem trước. Đấy, tổng quan về cái ghế. Bộ bàn ghế gồm có một bàn, một trụ và 8 ghế. Cứ cho là 10 món đi. Tổng quan. Bây giờ em sẽ báo giá chi tiết cho các bác về cái bộ này. Giá của bộ bàn gồm bàn, trụ và 8 ghế, ghế gõ Nize, bàn gõ Naga, tổng là 50 triệu. Các bác chỉ cần ngồi xem video, nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại của Sơn ở trên màn hình, chuyển khoản đặt cọc một cái số tiền nhỏ nào đấy để biết là các bác có lấy hay không. Nó có thể là 1, 2, 3 triệu không quan trọng, nhưng nếu các bác đặt nhiều thì Sơn vẫn thích hơn, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà đặt ít cũng không sao. Sau đó khi các bác đặt cọc xong thì Sơn sẽ chuyển hàng xuống, miễn phí hoàn toàn vận chuyển. Trên đường nếu mà hàng đi nó có bị sơ sẩy thì Sơn hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng sau khi các bác nhận bàn giao thì các bác nhớ kiểm tra hàng kỹ. Các bác có thể đục, có thể khoan, có thể cắt, có thể bào, có thể trà. Các bác làm sao đấy để biết được đây chính xác là cái bộ bàn ghế của mình, và chính xác đây là gỗ tự nhiên, thì các bác mới thanh toán tiền. Được chưa? Rồi, sau khi các bác thanh toán tiền thì chúc mừng các bác đã có một cái bộ bàn ghế rất là đỉnh thế này, kê ở đại sảnh, ở khách sạn, hoặc các bác kê ở phòng khách nhà mình, hoặc các bác kê ở dưới phòng bếp ngồi ăn, rất là đỉnh cao. Được chưa? Tuy nhiên hôm nay là sự quay mẫu. Ví dụ các bác cần một cái bàn nhỏ hơn để ít người ngồi hơn, cho gia đình 6 người thôi thì cũng có. Hoặc các bác muốn một cái bàn cho một đại gia đình khoảng mấy chục người ngồi quay vòng tròn ở quanh cái bàn thì Sơn cũng có cái bàn lớn như vậy. Thì các bác chỉ cần inbox thôi nha các bác nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.